Tôi là Phùng Thị Kim Nga. Tôi là con gái duy nhất của liệt sĩ Phùng Văn Bình. Bố tôi hy sinh khi còn quá trẻ, lúc đó ông mới 22 tuổi thôi. Và tôi lớn lên là thiếu bàn tay che chở của cha, cho nên là mình cảm nhận được cái việc mà bố mình hy sinh là lúc ấy mình học cấp 2. Mỗi một lần mà giỗ bố ấy, thì ông có thắp hương và ông đều khấn là lá vàng thì ở trên cây mà lá xanh thì rụng xuống, con ơi đau lòng lắm. Thì mình chỉ biết đằng sau và túm lấy áo ông và cảm thấy là thế là bố mình mất thật rồi. Thế là rất là, và nghĩ rằng là mình phải đi tìm, chắc chắn là mình phải đi tìm bố và để đưa về cho ông bà. Trước khi nhắm mắt ông cũng nói, bà cũng nói như vậy, là ông nói rằng là phải tìm cho bố cho ông bà. Thế là mình cứ đi mò ở đâu mình cũng cứ mày mò. Đến năm 1997 cũng may mắn là đã có người giúp đỡ, là tìm từ cục chính sách đã lấy được cái thông tin là cha tôi hy sinh ở mặt trận Phú Yên, và từ đấy thì tôi đã đi vào Phú Yên để tìm cha. Chỉ biết là đã hy sinh năm 1970 và quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ là năm 1978, nhưng mà khi quy tập lên thì lại không có tên. Thực ra giấy báo tử ấy thì chỉ ghi là hy sinh ở mặt trận phía Nam thôi. Cái đấy là vô cùng khó khăn cho cái việc đi tìm kiếm. Chỉ biết là vào trong nghĩa trang thắp hương cho cha, nhưng mà thắp hương tất cả các đồng đội và không biết là mộ nào là mộ của bố mình. Và đến năm 2012 thì sau khi nhà nước cho xây sửa lại hết các nghĩa trang ấy, thì ở trong xã Phú Xuân Bước họ có làm lại tất cả các mộ. Thì mình nhận biết được cái thông tin đấy thì mình vào và mình xin một chút mẫu để về làm giám định gen. Khi mà báo là kết quả của nhà cháu đúng rồi ấy, là cả nhà, tức là cả hai vợ chồng với hai đứa con nữa, là cứ ôm nhau khóc rồi và không ăn uống được nữa, bởi vì là kiểu như là vui quá, nó vỡ òa trong niềm sung sướng là đã tìm thấy bố mình rồi, tức là lúc này đúng là tìm thấy ông rồi. Đâu đó mất khoảng 22 năm mới đưa ông về. Quá trình đó là cũng rất là gian lao. Mình cảm thấy mình là người may mắn nhất so với tất cả các bạn của mình, là mình đã tìm được bố mình và mình đã bằng cái phương pháp mà của khoa học bây giờ là giám định ADN để mà xác định đúng được cái bố mình, để đưa bố mình về. Hầu như mọi người cũng chưa tìm thấy đâu, hoặc là đâu đó trước đây cũng có tìm, nhưng mà họ chỉ tìm cũng bằng tâm linh, họ vào đấy họ bảo là cũng chỉ là bốc một nắm đất mang về thôi, và cũng tổ chức và cũng có đưa vào nghĩa trang, nhưng thực sự là chưa phải là tìm thấy đúng cốt. Hoặc là có những người mang xương cốt về nhưng cứ bốc mang về thôi, thì mình cũng rất lo rằng là nếu như vậy thì có thể bị lẫn của người khác. Hoặc là có người thì rất muốn làm giám định thì lại không còn người thân để làm giám định nữa. Cái đấy là cái cũng rất là đau xót. Khi mà đi xác định ADN của bố vợ tôi thì bên Viện Sinh học Việt Nam ấy, Công nghệ Sinh học Việt Nam ấy, thì cũng phải cái mẫu của bố tôi đã làm ở Việt Nam nhưng phải chuyển sang bên Hàn Quốc thì mới xác định rõ ràng được. Thế bây giờ thì khoa học kỹ thuật phát triển rồi, mà đặc biệt là cái xác định ADN làm sao ấy, chúng ta cố gắng làm thật nhanh, thật tốt để mà trả lại tên cho các liệt sĩ, không thì chúng ta không còn thời gian đâu. Sau khi mà chiến tranh kết thúc vào năm 1975, gần 50 năm rồi, những người liệt sĩ mà của cả hai bên còn nằm ở cái đất miền Nam Việt Nam ấy thì xương cốt có lẽ không còn nhiều. Với bản thân tôi, với gia đình nhà tôi cũng mong muốn rằng là đã tìm được rồi, bố tôi về rồi. Thế nhưng mà cũng mong muốn là Chính phủ Việt Nam phối hợp với chính phủ Hoa Kỳ làm sao còn thúc đẩy cái tiến trình nó nhanh hơn nữa, không thì chúng ta sẽ không kịp để mà chúng ta xác định danh tính của các liệt sĩ. Trước mắt là làm được một cái ngân hàng gen để cho những người thực sự là người ta khó khăn, người ta không thể đi được, hoặc là những người ta già, hoặc là bây giờ người ta cũng không có thông tin để đi tìm ý, thì mình có thể làm một cái ngân hàng gen để sau đó thì đối chiếu để giúp họ tìm được người thân của mình sớm nhất. Tìm thấy ông giám định gen là được sau đấy là 7 năm sau mình mới đưa được ông về. Là mọi người cũng đón nhận, tức là tổ chức rất là long trọng một cái buổi lễ mà đón nhận và truy điệu. Đón được ông về thì là cái điều đấy là điều hạnh phúc nhất cho trong gia đình nhà mình. Tiếp theo xin mời các cháu.
đang còn ngoan.